Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. 5 Quý Mão khốc liệt, Trung Quốc xảy ra 2 trận động đất trong ngày gần hồ chứa Tam Hiệp. Năm Quý Mão 2023, Trung Quốc đã hứng chịu liên tiếp nhiều thảm họa, bệnh dịch hoành hành trở lại, lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam, nhiệt độ cao và hạn hán ở miền Bắc. Gần đây, động đất đã xảy ra thường xuyên ở nhiều nơi. Vào sáng sớm ngày hôm qua đã xuất hiện 2 trận động đất, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc và một trận động đất mạnh 3 độ Richter ở Vu Sơn, Trùng Khánh. Do Vu Sơn nằm trong khu vực trung tâm của khu vực hồ chứa Tam Hiệp, khiến mọi người lo ngại về sự an toàn của con đập Tam Hiệp. Theo mạng xác định địa chấn của Trung Quốc, vào 6 giờ 38 phút ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter với độ sâu tiêu cự 10 km đã xảy ra ở quận Cổ Xã Đường Sơn, Hà Bắc, tại vị trí 39,78 độ Vĩ Bắc, 118,44 độ Kinh Đông. Được biết, trong 7 ngày qua, đã có 19 trận động đất mạnh từ 3 độ Richter trở lên trong phạm vi 200 km quanh tâm chấn, và lớn nhất là trận động đất lần này. Do ở Đường Sơn từng xảy ra trận động đất mạnh 7,8 độ Richter năm 1976, nên trận động đất mạnh 5,1 độ Richter lần này được cư dân mạng Bắc Kinh rất quan tâm bình luận. Cư dân mạng xung quanh Đường Sơn liên tục chia sẻ, Bắc Kinh, Thiên Tân và Tân Hoàng Đạo đều cảm thấy sốc. Một số cư dân mạng nói rằng họ sợ hãi, đèn chùm rung chuyển, giường lắc lư và ban công rõ ràng cũng rung. Cư dân mạng cho biết cũng vào một sáng sớm tháng 7 trước đây 47 năm, thảm kịch động đất Đường Sơn đã giết chết ít nhất 600.000 người và vô số người bị thương nặng. Ngoài trận động đất mạnh 5,1 độ Richter ở Đường Sơn, một trận động đất mạnh 3 độ Richter đã xảy ra ở Vu Sơn, Trùng Khánh vào sáng cùng ngày. Theo xác định của mạng lưới địa chấn Trung Quốc, một trận động đất mạnh 3 độ Richter với độ sâu tiêu cự 11 km đã xảy ra ở Vu Sơn, Trùng Khánh, tâm chấn ở vị trí 30,93 độ Vĩ Bắc, 110,02 độ Kinh Đông vào lúc 2 giờ 30 phút ngày hôm qua. Tài khoản Tài Kinh Lãnh Nhãn chia sẻ trên Twitter, một trận động đất xảy ra ở Vu Sơn, Trùng Khánh là khu vực trung tâm của hồ chứa Tam Hiệp. Trận động đất trước kia xảy ra ở Nghi Tân, Tứ Xuyên, bên ngoài khu vực hồ chứa Tam Hiệp, nhưng hiện tại nó đã di chuyển xuống phía khu vực hồ chứa Tam Hiệp. Xu hướng này không ổn, năm nay lũ lụt siêu cấp khắp lưu vực sông, không biết đập Tam Hiệp có thể chịu được bao nhiêu trận động đất. Hiện tại lũ lụt đang hoành hành ở phía Nam và hồ chứa Tam Hiệp đã toàn lực xả lũ. Sông Dương Tử từ Giám Lợi, Hồ Bắc ở cửa hồ Động Đình đến cửa sông Thượng Hải, tất cả các mực nước đều vượt qua giới hạn cảnh báo. Tình hình lũ lụt ở Hồ Bắc đang trong tình trạng khẩn cấp. Hiện 1.081 hồ chứa vượt quá mức nước cảnh báo. Toàn bộ tỉnh Giang Tây bị lũ lụt bao vây và 14 đê chống lũ ở Bà Dương có lỗ hổng. Tình hình lũ lụt rất nguy hiểm. Đập Tam Hiệp đang ngàn cân treo sợi tóc. Trong một dòng tweet khác, tài khoản Tài Kinh Lãnh Nhãn nói một trận động đất đã xảy ra ở Busan, khu vực hồ chứa Tam Hiệp, một trận nhắm vào Tam Hiệp và một trận khác nhắm vào khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc. Bóng ma của trận động đất Đường Sơn đang ở đâu đây? Năm nay, Trung Quốc xuất hiện liên tiếp hết ôn dịch hồng thủy, nạn châu chấu, động đất thậm chí còn dữ dội hơn cả 10 nạn của Chúa Trời. Năm Quý Mão thực sự rất khốc liệt, hãy đợi xem còn điều gì sẽ xảy ra nữa. Trước đó, trong chưa đầy một tuần, trên khắp Trung Quốc đã xảy ra 14 trận động đất. Theo dữ liệu từ mạng địa chấn của Trung Quốc, 14 trận động đất rất nông xảy ra ở Tứ Xuyên, Vân Nam, Tân Cương, Tây Tạng và các nơi khác. Độ sâu tiêu cự đều dưới 15 km và cường độ gần như đều trên 3 độ Richter, 4 trong số đó từ 4 độ Richter trở lên. Do mưa lớn liên tục, động đất thường xuyên, thảm họa địa chất như sụt lở đất và bùn đá xảy ra, người dân đã đặt ra mối lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Một số chuyên gia thủy lợi đã cảnh báo trước đó rằng nguy cơ lớn nhất đối với đập Tam Hiệp là một trận động đất và lở đất ở thượng nguồn. Ngày nay, những thảm họa này đều đã xuất hiện. Trong thung lũng của thị trấn Tú Thủy, quận Uy Ninh, Quý Châu, cách huyện Hách Trương, Quý Châu 45 km, nơi xảy ra trận động đất 4,5 độ Richter và mấy ngày trước đó cũng xuất hiện tiếng động lớn trong suốt hơn 10 ngày. Các chuyên gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng đó là tiếng chim kêu và tuyên bố rằng không có trận động đất. Một số cư dân mạng cho biết trong vùng ở Quý Châu có tiếng rồng kêu, nhiều người đoán là một trận động đất. Các chuyên gia bác bỏ không phải động đất, kết quả là rồng đất đã từ chối chấp nhận và bị sốc trực tiếp. Kết quả là địa long không phục, trực tiếp rung chấn. Lời nói của các chuyên gia có tin được không?
Một số cư dân mạng cho rằng nói chung sẽ không có hiện tượng âm thanh lạ trước khi một trận động đất mạnh từ 9 độ Richter trở xuống, chỉ có trước một trận động đất rất lớn do sự di chuyển của các mảng lục địa, các lớp đá bị ép vào nhau và khoảng trống trong lòng đất không thể chịu được áp lực cao thì mới có hiện tượng âm thanh lạ. Đầu tiên sẽ có một trận động đất nhỏ tại nơi phát ra âm thanh và sau đó những ngọn núi tách ra và sụp đổ không còn xa nữa. Hiện tại, tình hình dịch bệnh của Trung Quốc vẫn đang lan rộng, thảm họa cũng đang xảy ra ở nhiều nơi. Đầu tháng này, nhiều nơi ở phía Bắc đã bị mưa đá tấn công, đường phố của các thành phố và thị trấn ngay lập tức biến thành sông băng. Một số người viết rằng có quá nhiều oan hồn ở Trung Quốc đại lục. Vào ngày đầu tiên của phiên họp lưỡng hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bầu trời Bắc Kinh đang vào ban ngày đột nhiên trở nên tối sầm. Đèn xe hơi, đèn đường và các tòa nhà đều phải bật lên, sau đó là những trận động đất, mưa lớn, tuyết lớn, bão bụi, kiến bay và những dị tượng khác xuất hiện trên khắp Trung Quốc. Một số người thốt lên rằng ông trời tức giận, con người oán trách. Năm Quý Mão 2023 là một năm toàn cầu đều không bình an, bệnh dịch vẫn đang hoành hành, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc, nhiệt độ cao và hạn hán ở miền Bắc, châu chấu, mưa đá và các thảm họa khác ở Quế Lâm, Vân Nam và các tỉnh. Những thảm họa được dự đoán trong cổ thư Trung Quốc dường như đều nhất loạt cùng tới. Thưa quý vị, mực nước ở Hồ Bà Dương lại rút xuống dưới 7 mét, lưu vực sông Trường Giang khô hạn liên tục. Cuối tháng 2 vừa qua, mực nước ở hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc lại hạ xuống dưới 7 mét. Đây là lần thứ tư kể từ tháng 9 năm 2022. Từ tháng 10 năm ngoái đến nay, lưu vực sông Trường Giang còn gọi là sông Dương Tử ở Trung Quốc liên tục xảy ra hạn hán trong mùa hạ, thu, đông. Trên các chi lưu của sông Trường Giang chảy vào các hồ, một số đoạn đã khô cằn trong hơn 200 ngày. Mực nước Hồ Bà Dương lại hạ xuống dưới 7 mét. Hôm vừa qua, Trung tâm Giám sát Thủy văn tỉnh Giang Tây ra thông báo cho biết, theo giám sát, mực nước tại trạm Tinh Tử của Hồ Bà Dương trong ngày hôm kia là 6,99 mét. Tới 15 giờ ngày hôm nay, mực nước tiếp tục giảm xuống 6,82 mét, cho thấy xu hướng giảm liên tục. Từ cuối tháng trước do liên tục thiếu mưa nên mực nước Hồ Bà Dương không ngừng giảm. Đến ngày hôm nay của 72 năm về trước, mực nước tại trạm Tinh Tử đã phá kỷ lục mức thấp nhất là 7,11 mét được ghi nhận vào năm 1951. Tới ngày 9 tháng 10, mực nước hồ hạ xuống dưới 7 mét, ghi nhận mới đây mực nước cực kỳ khô là 6,46 mét trở thành mức thấp nhất trong lịch sử. Theo thống kê, trạm Tinh Tử đã ghi nhận tổng cộng 83 ngày Hồ Bà Dương có mực nước hạ xuống dưới 7,11 mét. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, trong tháng này, lượng mưa ở tỉnh Giang Tây sẽ vẫn rất ít và trạm Tinh Tử của Hồ Bà Dương sẽ tiếp tục duy trì mực nước cực kỳ khô hạn. Hồ Bà Dương hiện là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, nằm ở phía bắc tỉnh Giang Tây và bờ nam sông Trường Giang. Hồ Bà Dương nhận nước từ năm con sông là Cám Giang, Phủ Hà, Tín Giang, Nhiêu Hà và Tu Hà, chảy về hướng bắc vào hồ rồi đổ ra sông Trường Giang. Hồ Động Đình đang ở mức nước khô hạn. Ngày hôm qua, dữ liệu của Sở Thủy lợi tỉnh Hồ Nam công bố cho thấy vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, mực nước đo được tại trạm Thành Lăng Kỳ của Hồ Động Đình là 19,13 m, thấp hơn 2,12 m so với mức trung bình cùng kỳ nhiều năm. Đây là hồ điều hòa của sông Trường Giang. Về tổng thể, nó là một trong 4 hồ nước ngọt có diện tích bề mặt lớn nhất Trung Quốc. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, mực nước Hồ Động Đình luôn ở ngưỡng khô hạn. Dữ liệu đo được ở trạm Thành Lăng Kỳ luôn duy trì ở mức khoảng 19,2 mét và đã kéo dài hơn 2 tháng. Sau khi mùa mưa ở Trung Quốc kết thúc, nhiệt độ cao và thiếu mưa liên tục đã khiến lượng nước đổ vào Hồ Động Đình giảm nghiêm trọng. Mực nước thấp nhất ghi nhận ở trạm Thành Lăng Kỳ là 19,12 mét. Dự đoán trong tháng 3 năm 2023, lượng mưa ở tỉnh Hồ Nam nhìn chung vẫn tương đối thấp. Lượng mưa ở khu vực Hồ Động Đình sẽ ít hơn khoảng 20%. Tỉnh Quý Châu chỉ có một trận mưa lớn trong 7 tháng qua. Tờ tin tức kinh tế hàng ngày NBD của Trung Quốc đưa tin, một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy đoạn sông Ô Giang chảy qua thành phố Tuân Nghĩa đã ngừng chảy và lòng sông khô hạn. Đây là con sông lớn nhất ở tỉnh Quý Châu. Một video khác tiết lộ rằng, nhiều ngôi làng ở huyện tự trị dân tộc Thổ Gia Duyên Hà, tỉnh Quý Châu đã thiếu nước trong nửa năm qua và chỉ có thể dùng nước được chuyển tới bằng xe cứu hỏa. Theo dữ liệu do ông Nghiêm Tiểu Đông Yan Xiang Đông, Giám đốc Trung tâm Khí hậu tỉnh Quý Châu cung cấp, kể từ tháng 8 năm 2022 tới nay, lượng mưa trung bình ở Quý Châu đã giảm gần 57% so với cùng kỳ các năm bình thường. Đây là lượng mưa thấp nhất kể từ năm 1961. Hạn hán kéo dài suốt 3 mùa hạ, thu, đông vừa qua đã trở thành trận hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử ở Quý Châu. Nó nghiêm trọng hơn cả đợt đại hạn hán hồi năm 2009-2010.
Kỹ sư Vương Nguyệt Đồng của Bộ phận Dự đoán Khí hậu thuộc Trung tâm Khí hậu tỉnh Quý Châu cho biết, kể từ tháng 7 năm 2022 đến nay, lượng mưa trung bình ở tỉnh Quý Châu đã giảm 47,7% so với cùng kỳ các năm bình thường. Theo thống kê, toàn tỉnh Quý Châu chỉ có một trận mưa lớn mang tính khu vực. Tình hình hạn hán nghiêm trọng hiện nay chủ yếu tập trung ở khu vực phía đông và phía nam của tỉnh. Mực nước của một số hồ chứa xung quanh thủ phủ Quý Dương đã giảm đáng kể. Vào ngày hôm qua, cơ quan khí tượng Quý Châu theo dõi tình trạng hạn hán và lũ lụt ở các trạm giám sát cho thấy toàn tỉnh có 19 trạm hạn hán nghiêm trọng, 28 trạm hạn hán nặng, 24 trạm hạn hán vừa và 10 trạm hạn hán nhẹ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!